quý vị và các bạn lắng nghe Hoa Cỏ Mùa Xuân với tiếng hát của Tóc Tiên và bộ sưu tập thời trang mới nhất của nhà thiết kế Công Trí. Cảm ơn các người mẫu và thank you dancers. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Sóng Xuân 19. Ngồi ngay cạnh Trấn Thành đây hiện giờ là những cô gái rất là xinh đẹp vừa có mặt trong tiết mục vừa rồi. Xin giới thiệu ca sĩ Tóc Tiên. Ba cô gái đang mặc trên mình bộ sưu tập của nhà thiết kế Công Trí, đó là bạn Mộng Tuyền, Khang Nguyễn và Thúy Ngân. Bây giờ trước tiên anh hỏi về hai em nè, khi tụi em mặc cái bộ sưu tập mới nhất của anh Công Trí đó, thì với cái bộ đồ này là áo dài mà cách tân theo cái kiểu rất là hiện đại, thì tụi em nghĩ như thế nào? Em là một người rất là yêu những cái gì thuộc về bản sắc dân tộc, yêu những cái gì thuộc về di sản văn hóa. Đây là những bộ trang phục mang hơi hướng cách tân hiện đại hơn. Em cảm thấy là có một sự giao thoa giữa cái cổ truyền và nhịp sống hiện đại, và em cảm thấy vô cùng yêu thích bộ sưu tập này ạ. Anh nói thiệt, về cá nhân anh thì anh thích cái bộ của em đang mặc nhất. Không biết em cảm thấy nó như thế nào? Khi mà mình khoái chiếc áo dài này lên, nó cảm thấy rất là một cái gì đó rất là quyền lực. Và đây là một chiếc áo dài mà có thể nói là em thích nhất trong bộ sưu tập của anh Công Trí. Thưa quý vị, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đối với Trấn Thành đúng là một người truyền cảm hứng thật sự. Mỗi một bộ sưu tập không những đơn giản chỉ là thời trang, mà trong đó có cả câu chuyện, có cả tinh thần. Cũng chỉ là thời trang nhưng mà chúng ta thấy mang hồn quê, hồn Việt, đó là những chiếc áo dài mặc kết vào trong đó. Đúng y như là bạn Hằng Nguyễn đã nói, đó là cái sự quyền lực của người phụ nữ, là một cái sự cách tân giữa vest và áo dài để cho người phụ nữ cảm thấy rằng là mặc dù tôi có sự e thẹn của cô gái Việt Nam, nhưng tôi vẫn có cái sự tự tin của một cô gái năng động và tự làm chủ được bản thân của mình. Thưa quý vị, Hằng Nguyễn cũng đã từng tham gia Sóng Xuân 18 và cũng đã nói về rất là nhiều những cái hoài bão, những ước mơ của mình. Thì anh không biết là năm nay là năm 2019 thì em đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong những kế hoạch mà em đã đặt ra trong 18 nè? Có lẽ là kế hoạch của em đã đạt được khoảng 60%. Trong năm 2018 thì em đã được công ty Nomad tạo điều kiện cho mình có cơ hội được trải nghiệm và làm việc tại hai thị trường nước ngoài, đó là Anh và Malaysia. Thì thực sự đó là một kinh nghiệm rất là quý báu cho em sau này. Như vậy thì anh muốn biết một đất nước mà em đang muốn đến đó để trình diễn sắp tới là đâu? Có lẽ là em sẽ chọn sang Pháp. Kinh đô của thời trang. Dạ đúng rồi. Anh chúc em may mắn nha. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay sau đây Trấn Thành cũng xin giới thiệu đến quý vị một người bạn quốc tế, đó là siêu mẫu biểu tượng thời trang quốc tế Coco Rocha. Sẽ có vài chia sẻ về suy nghĩ của cô ấy cho người mẫu của Việt Nam nói chung và người mẫu của Nomad nói riêng. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Từ năm 2016, agency quản lý người mẫu quốc tế Nomad Management đã được dẫn dắt bởi biểu tượng thời trang siêu mẫu Coco Rocha. Nomad trở thành điểm đến mơ ước của các cô gái chàng trai châu Á. Và nhiều người trong số họ đã bước lên đỉnh cao của nghề người mẫu. Cùng với Nomad, vô số cái tên Á Châu đã xuất hiện trên khắp các sàn diễn của những thương hiệu thời trang quốc tế và bìa tạp chí lừng danh. Trong hành trình tìm kiếm người mẫu toàn cầu, Nomad đã có mặt tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2017 và tiếp tục là nơi ghi danh của những người mẫu Việt tài năng. Các show diễn với sự tham gia của công ty Nomad cũng góp thêm màu sắc mới vào bức tranh chung của ngành công nghiệp thời trang và giải trí trong nước. This is Coco Rocha, and I just want to say how excited I am with all the new development that happened at Nomad Management Vietnam in 2018. Some of our beautiful Vietnamese models have enjoyed amazing opportunities working internationally. Mon Dieu participated in Star's Fashion Look of the Year modeling competition in China and was on contract in Singapore. Hung Wing was signed in London and spent time working there before, also going to Malaysia for 2 months modeling contract. So I'm really excited about 2019 and what we'll bring for our Vietnamese models. And if you're interested in joining us as a model, reach out to Nomad Vietnam team. Don Nguyen Gang Bang. Ngồi kế bên tôi đây là một cô gái rất là xinh đẹp mà mọi người hay ví von là em song sinh bản sao của Trấn Thành. Không biết là tôi với lại Tóc Tiên có cái gì giống nhau mà người ta gọi ai anh em mình là song sinh. Em có cảm thấy điều đó đúng không em? Cách đây phải 3-4 năm rồi, và người đầu tiên mà chia sẻ cái thông tin này và nhận ra đó là chú Chí Tài. Em đúng. Nhớ luôn.
mà ổng ghép hai cái hình là hai đứa mình cắt tóc ngắn lên, mà công nhận nhìn y chang lúc đó. Y chang lúc tóc ngắn thì giống rồi, còn bây giờ em nghĩ là lúc em nuôi tóc dài rồi thì chắc cũng không đến nổi đâu. Không đến nổi, ý là trên xấu đó anh ơi. Mi, em phải thương yêu anh hơn. Em nhớ mình còn nhiều chương trình gặp nhau lắm. Thiệt tình, nhỏ này thiệt em út nhà mà nó hại anh lắm liếc. Quý vị, thật sự ra mà nói thì Trấn Thành với Tóc Tiên có một cái điều này rất là giống nhau, đó là cực kỳ tăng động, rất là dư năng lượng ha. Và Tóc Tiên anh thấy em trên sân khấu cũng vậy, lúc nào em cũng dư năng lượng. Anh nói thiệt, đó là do bản thân em như vậy hay là em luyện tập để trở thành như vậy để mình sống tích cực hơn, cũng giống như em mày nói là một dạng phụ nữ tự chủ về mọi thứ. Trả lời câu hỏi của anh Thành thì thực ra là bản chất con người của Tóc Tiên là khá là năng động. Tiên không thể nào đứng một chỗ được. Nếu mà mọi người để ý mà theo dõi thì lúc nào Tiên đứng là Tiên cũng phải lắc lư hoặc là xê dịch qua lại, ngay trên sân khấu cũng vậy. Cái nguồn năng lượng đó, cái bản tính đó nó cộng thêm cái gọi là cái đam mê âm nhạc của mình, nó chảy trong người mình. Cho nên là lúc nào trên sân khấu mọi người cũng thấy hình ảnh một góc Tóc Tiên rất là gọi là tràn đầy nguồn năng lượng cũng như là rất là sôi động. Sở dĩ mà có cái sự tăng động đó người ta gọi là hiện tượng dồn nén năng lượng đó, em hiểu không? Cho nên anh nghĩ rằng là không biết là đã bao lâu rồi tình duyên chưa ghé qua đời em. Tại sao mọi người cứ nghĩ rằng là phụ nữ phải có tình duyên mới được xinh đẹp, đúng không Mi? Mi thấy dạ, vậy đúng không? Phụ nữ không là chỉ có đàn ông vẫn đẹp, tự chủ là đã đẹp lắm rồi. Bây anh đang nói về năng lượng của em cơ. Thiệt đó. Em thì lúc nào mà chả đẹp. Tiên, em tên em đã là Tiên. Có ai thấy Tiên mà xấu bao giờ? Ủa khoan, nếu mà nói như vậy tức là anh cũng đã có nơi để giải phóng năng lượng rồi, mà tại sao anh vẫn tăng động hoài vậy? Em không thấy anh trầm lặng hẳn sau khi lấy vợ à? Năng lượng anh được anh giải phóng. Mình hẳn đúng anh không? Có nơi để mà coi như là trúc. Còn em thì sao? Năm nay em có gì khởi sắc chưa? Em nghĩ rằng là đối với một người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật, cái nguồn năng lượng tuyệt vời nhất cũng như là cái người tình mà tuyệt vời nhất của mình chính là âm nhạc. Đó. Cho nên là năm nay thì em sẽ dùng cái nguồn năng lượng đó để mà gọi là cống hiến nhiều cái sản phẩm gọi là chất lượng hơn nữa đến với khán giả, và rất là mong khán giả sẽ ủng hộ Tóc Tiên trong năm 2019 ạ. Bây giờ cho anh hỏi nè, cái bài hồi nãy của em á là một cái hiện tượng âm nhạc luôn, là người ta hashtag cái ATNA. Tức là do em nghĩ ra hay là ekip hay là muốn tạo một cái trend gì đó, từ đâu mình có ý tưởng để mình tạo ra cái trend đó? Thực ra cũng không phải là tụi em có cái cố tình tạo trend gì cả. Bài hát ban đầu nó tên là Có Ai Thương Em Như Vậy. Thì nhưng mà em mới bàn bạc với lại nhạc sĩ đó là Bùi Công Nam. Vô tình khi mà đổi là Có Ai Thương Em Như Anh, nó ghép lại thành một cái cụm từ mà đọc thuận miệng đó. Tại vì cái tên bài hát nó cũng khá dài, anh 6 chữ lận, cho nên là đọc Katina thì nghe nó gọn hơn rất là nhiều. Lúc đầu anh tưởng là đâu đó địa danh đâu á, Katina anh tưởng ở Pháp. Thác nước gì đó, em hiểu không? Có một loại gọi là rượu vang ở Pháp tên đó, cho nên có là gì luôn có đó. Mấy lần hát xác em cũng có vô tình thấy được rồi. Đó, tự nhiên vô bấm như bài Tóc Tiên rượu nó hiện ra rồi nhiều khi. Không, nhưng mà anh nghĩ là em cũng càng ngày càng mặn mà. Anh thấy là âm nhạc em cũng có nhiều cái sự chuyển đổi à. Không biết là đó là do em muốn chủ động thay đổi hay là bản chất con người em đã thay đổi nên âm nhạc em thay đổi theo bản chất. Em nghĩ là cả hai, là em là cũng phải 14-15 năm là làm nghề ca sĩ rồi. Thì đến một cái thời điểm mình cảm thấy mình cần phải thay đổi cho bản thân mình trước khi khán giả chán mình, đồng thời cộng hưởng với lại cái việc mà mình cũng gọi là có tuổi chút xíu cho nên là nó đầm lại hơn một chút xíu. Không, nhưng mà anh cũng tán thành cái điều em đang làm, là bởi vì từ xưa giờ mình nghe Tóc Tiên là hát nhạc dance rồi rất là sôi động máu lửa trên sân khấu, nhưng mà bắt đầu từ Có Ai Thương Em Như Anh, mình thấy em một Tóc Tiên ballad hơn, đầm thắm hơn, nữ tính hơn, và có một cái gì đó người ta muốn tìm tòi trong cô bé này có những điều bí mật gì. Anh nói ví dụ vậy. Em không còn là cô bé nữa rồi anh. Vẫn là cô bé với anh. Em vẫn là cô bé em à. Cảm ơn anh. Thì bây giờ cho anh hỏi đi, năm 2019 em có nghĩ là mình có một cái plan gì bùng nổ, chẳng hạn như đúng cái chủ đề của chúng ta là mình sẽ tạo thêm một cái làn sóng gì mới không nè? Dạ, dĩ nhiên là đối với một người nghệ sĩ như em thì có rất là nhiều tham vọng cho cái sự nghiệp của mình. Cụ thể chi tiết thì bản thân Tiên là người lúc nào cũng là không thích nói trước, tại vì sợ nói trước bước hôm qua. Chỉ mong rằng là những cái gì mà đã lên sẽ được gọi là trôi chảy và suôn sẻ trong 2019. Ok, anh sẽ chờ đợi ha. Dạ, có nghĩa là năm vừa qua chúng ta nghe Katina rồi, biết đâu năm nay sẽ là karate hay là karaoke vân vân. Sẽ có một bài nào đó tưởng đưa đi bấm hashtag karaoke rồi cái là kể ra được cái gì đó rồi một đống đó, mình đang hy vọng là như thế. Vâng, xin cảm ơn Tóc Tiên vì cuộc trò chuyện này.